và tối đêm nay quý vị sẽ được nhìn ngắm những vẻ đẹp của cảnh sắc của hướng Nam trong những chiều đại. Một tràng vỗ tay cho những vẻ đẹp cảnh sắc của hướng Nam quý vị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoàng hậu nói là hoàng hậu đẹp nhất trong tối vỗ tay luôn quý vị. Và lời nói đầu tiên cho các thi thay mặt tất cả các chị em trong cánh hát Lương Tương Nam gửi tới toàn thể quý vị nơi đây một lời chúc sức khỏe là chào chương chào nhất à cô nghệ quá xoài quá xoài. Ai da xảy ngồi rồi cháu cháu à khoan là cái con mẹ kia đâu rồi con mẹ lấy dâu lên rồi lấy dâu rồi. Ôi trời ơi anh Hồng ơi bây giờ có hết tình chúng ta anh Hồng ơi à cung thịnh lửa hoa lương lương nè. Chứ cái gì ai nhìn cung thịnh ai nhìn à say à ai nhìn vô bu cho nó khỏe ai nhìn vô bu sữa bu như con nít bu cho nó khỏe thì cái mặt câu kia không phải vẫn còn lại bu thấy nó rồi. Ai nhìn có lời nào chia sẻ với khán giả không ai nhìn tỷ tám chè sáu chén à nọ y là bà lo cái mặt bà chưa được tắm chén chè cái mặt bà bự á dạ ăn chè vô uống sữa rồi bu sữa mày xây ngồi tại đi xì à cháu à cháu ơi cháu mẹ à dịnh nha ai dịnh ai dịnh dịnh nguyên điện dạ hoàng hậu ơi con này á nó nói chuyện á vừa lôi mày cái miệng nó dựng thui à chim đầu á xây ngọ dạ vui thôi quý vị dạ ngay từ bây giờ những cái đẹp chúng em đang hoạt động giữ tấm vé là 30.000 đồng cái gì mà hoàng hậu hay hoàng hậu gây lộn quay vậy trời hai triệu đại khác nhau à khoan nói nghe nè chị ơi ở đây thằng là hoàng hậu đây là kia là chị xây mộ rồi tí tí xin kính chào lão Phật gia mẫu a phong nghe nè ở đây thằng là cung tần bí lữ không mà lu lu lâu ra cái hằng thái giám gì cậu thay giam không có lượt đứng lên thay giam nào thay giam chép cậu thì luôn thay giam đó ngủ à bây giờ dòng lời này cho em ra đó là dòng lời 30.000 đồng cho BB phụ mình tất cả các cô chú các chị và các bạn cho còn chưa có lấy cái chân tay cứ giơ cao tay lên để chị em phụng đi tiếp từng nơi nha. Ý mình chưa hỏi khán giả nữa. Khán giả ơi, khán giả chỉ có tại đầm sen que thôi thì chắc chắn là lần đầu tiên quý vị thấy em quá trang và những người đẹp yêu của em quá trang nhưng mỗi những bộ trang phục trong tâm cung tế. tâm cung tế thì tới ai mà tâm cung kế cái gì cung tâm kế quý vị thấy có đẹp quý vị thấy đẹp cho chàng vỗ tay quý vị ơi. Này, nó có âm mù nó cao lắm. Ok. Do trăm ghim nhiều quá. À, thay giáp rồi. Thay giáp 12 vị khán giả lên giò xôi. Ai da chép đầu nhà ngươi bây giờ đó. Ai da là tiếng gì? Ai da tiếng gì? A-liên. Ai liên mời khán giả lên giò xôi. Rồi, xin được phép mời hai vị khán giả. Một vị khán giả sẽ quay đầu cầu và một vị khán giả sẽ kiểm tra những người đẹp lô tô. Rồi, chị bảo em. Hát vị đứng lên. Rồi, em đứng lên đi. Cô bà về đứng lên. Ai da. Chị Phụng ơi. Chị Phụng. Trong đây là trong hoàng cung ở lâu luôn ra cái bà tiên lữ gì tiên lữ dung mama quen mama là chị mời à áo sọc luôn.